Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái video về giới thiệu về cái bộ đột lỗ thủy lực của hãng MCC, có cái model là SKP4G. Như vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong, mình mở cái vali ra. Nó được đựng toàn bộ các cái chi tiết của chúng ta được đựng trong một cái vali rất đẹp như thế này. Đó, giống như mấy thằng hacker rồi mấy thằng ấy hay đi nó xạ thủ súng vậy đó, mấy thằng xạ thủ á, thằng bác ấy làm súng vậy đó. Đây cũng là súng, về súng thủy lực để phục vụ cho công việc. Cái vali màu bạc rất là đẹp ha. Để mở vào bên trong, phải đô la không? Không phải đô la. Đây chính là cái bộ đột lỗ bằng thủy lực của chúng ta. Ở đây thì nó có một cái cuốn manual giới thiệu về cái chi tiết, đó là tiếng Nhật. Mình cũng chưa học tiếng Nhật nên cũng chả biết nó ghi cái gì cả, mình nhìn hình ảnh thôi. Rồi, ở trong đó thì nó gồm những cái gì đây? Gồm các cái đầu cắt gồm có mấy đầu đây. Một, đối với cái bộ này thì có nhiều cái lựa chọn cho các bạn, nhưng đối với bộ này thì sẽ có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái đầu cắt tương ứng với các cái đường kính cắt khác nhau. Ở đây thì ví dụ là cái G16 này. Đây, cái G16 là cái nhỏ nhất. Đợi chút xíu nha, mình sẽ che cái này. Cái G16 này, chính là cái đường kính 16 này, nó sẽ đục được cái lỗ, như là cái phần lỗ sau khi các bạn cắt á, sau khi nó cắt xong á thì nó sẽ là 21.9. Nó có chính là 22 mm đó. Đó, 22 mm. Rồi, ở đây thì có cái đầu 16 này, G16 này. G22. Rồi bây giờ 22 nó sẽ cắt, sau khi cắt xong cái lỗ của nó là lấy hết đèn bàn. Cái lỗ của nó là 27.4. Thế mình sẽ show hết ở đây cho các bạn ha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. Rồi. Tiếp theo cái nữa đó là một cái khớp nối dài, các cái đoạn nối dài, cái stone nối dài nối là rút ngắn cái hành trình cắt lại, thì có 1 này, 2, 3 này. Rồi các cái thanh dẫn hướng, thanh định tâm á, thì có cái thứ nhất là 1 thanh này, thứ hai là 2 thanh này. Đó, 2 thanh. Rồi tiếp theo đó là cái gì đây, thì đó chính là cái bộ nguồn chính của chúng ta, bộ tạo áp lực. Đây chính là cái bộ tạo lực này, bao gồm là một cái xi lanh và một cái bơm thay thủy lực. Rồi thế rồi mình sẽ bỏ xuống đây ha, bỏ hộp xuống đây nó gọn đấy. Tất cả là gồm có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 6 với 6 là 12 chi tiết, 12 chi tiết cho cái bộ đột này. Thì hồi nãy mình đang nói dở đến cái đoạn cái đường kính nó tương đương với cái đầu cắt khác nhau. Hồi nãy mình đã nói đến cái đầu G22 rồi. G22 thì sẽ sau khi đục xong thì nó sẽ cái lỗ, cái đường kính các bạn, các đường kính lỗ nó sẽ làm việc được, đó là 27.4 mm. Tiếp theo đó là cái đầu cắt 2G28. Thì sau khi đục xong thì cái lỗ, đường kính lỗ của chúng ta sẽ là 34.2 mm. G36 được cho làm cho cái đường kính lỗ là 42.8. G42 cho cái đường kính lỗ là 48.7. G54 cho cái đường kính lỗ là 60.5. Như vậy thì đối với cái set này thì sẽ là đường kính lỗ là từ 21.9 cho đến là 60.5. Và đối với cái bộ đột lỗ bằng thủy lực này nó có thể làm việc được tới cái đường kính lỗ là 115 mm. Như vậy thì người ta khách hàng họ chỉ có yêu cầu là từ 21 cho đến 60.5 thôi. Cho nên là lần này mình về nó sẽ là gồm cái bộ gồm những cái tool này, như vậy được cắt như vậy. Thì ở đây thì mình cũng đi vào, đó là cái bơm thì nó gồm một xi lanh, là cái xi lanh một chiều, ha, cái hành trình rất là ngắn thôi. Đây nó có phần đáy này, nó không có bắt được lỗ gì đâu, nó cố định thôi, 20-5 gì đó, ký hiệu của nó thôi. Nó gồm với cái khớp nối nhanh hết rồi, nối nhanh nó bắt sẵn vào đây hết rồi. Rồi, thì đây nó có một cái phần van.
Cái van này là van mở on off thôi, thì chúng ta cái xi lanh đi ra đi về để cho nó cắt thôi, cho nó cắt thôi. Rồi. Ở đây thì nó có một cái đầu đó là bơm dầu vô. Cho dầu vô cho trường hợp các bạn thiếu dầu hay gì đó thì các bạn mở con tán này ra cho dầu vô, nhất là đường đầu trên này. Thứ hai là đằng đuôi này nó có một cái đường dầu. Và sau chính là cái bể dầu. Toàn bộ cái phần vỏ thùng chứa dầu này cũng như là các cái cấu kiện đều bằng nhôm hết. Hợp kim nhôm. Đó, đây là phần chứa dầu thì các bạn có thể mở con núm con vít này ra. Con vít này ra chúng ta châm dầu vào đây cũng được. Đó. Chúng ta dùng cái tô vít á, nó mở con tán này ra. Chúng ta cố giữ được cái phần này cứng lại, chúng ta mở con tán này ra. Rất là bóng, nhôm bóng. Cái phần này nó có một cái hai cái lỗ hai bên này ở cái phần bát này. Để cho trường hợp là các bạn bắt cố định cái bơm này lại ở một vị trí nào đó, không muốn di rời đi hay là không muốn ai đụng vô thì chúng ta bắt cố định nó lại giữa hai con tán này. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi sơ lược về cái đầu này. Thứ nhất là nó có hai cái thanh dẫn hướng, như là cái thanh nhỏ này. Thanh nhỏ này nó phù hợp cho một cái đầu. Đó là cái đầu nhỏ này. Đó là cái đầu đầu G16 này. Đây. Mình xếp vào cái bước lên đây. Đó. Rồi. Như vậy thì đối với các cái size, đối với thanh dẫn hướng lớn này. Đây, một thanh dẫn hướng lớn nữa thì nó sẽ phù hợp các cái size đó là từ G30, G22 cho đến G54. Đó, G54. Đây các bạn đưa vào đây thì mình sẽ lấy ra một cái nhé. Cần theo dõi nhé. Đây, cái này đi ha. Đây. Nó sẽ vừa với cái ren. Sẽ vừa cái ren này. Đó, cái này. Rồi, và với cái phần trong này nữa thì chắc chắn nó sẽ có một cái phần nữa. Rồi, đối với cái thanh dẫn hướng ngắn như này, nhỏ như thế này thì các bạn nhiều ý này, cái phần ren trong này nó rất là to, nó sẽ phù hợp với cái thanh dẫn hướng này. Đó, cho nên là khi các bạn để sử dụng cái thanh dẫn hướng nhỏ này cho cái đầu G16 này, G22 này, G16 lỗi, cái này là 22 là phần lớn rồi. Cái đây đầu 16 đây, G16 này, cái phần ren nó rất là nhỏ. Đó đây này. Nhỏ. Chúng ta sử dụng cái đầu thanh dẫn hướng này. Đó. Như vậy thì để có thể sử dụng được thanh dẫn hướng này thì chúng ta sẽ bắt thằng này vào trước. Thằng này vào cái phần xi lanh này trước. Cho đó chúng ta vặn cái phần này vô. Đó, vặn cái phần này vô. Này. Thì ở đây nó có các cái thanh nối dài, thanh rút ngắn hành trình, khoảng cách độ mở, độ tới của chúng ta. Thì chúng ta sẽ dùng các cái tool này. Trước khi điều đó thì sẽ ra một cái trường hợp này. Và chúng ta phải đút cái phần này vào đây trước. Bây giờ mình sẽ đi thử vào trong này cho các bạn cùng theo dõi rõ hơn ha. Trước tiên là mình sẽ vặn một cái phần này vô. Chúng ta sẽ cố định cái thanh dẫn hướng này vô cái phần xi lanh này đã. Ở đây mình vặn bằng tay thôi. Khi các bạn vặn, các bạn sử dụng, chúng ta nên vặn cứng lại. Đó là sử dụng một cái cờ lê 17. Chúng ta kẹp lên, ta siết cứng lại. Siết cứng lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng các cái thanh nối này để chúng ta rút cái hành trình nó lại. Một này. Đây còn mới này. Anh có thể qua bên kia. Rồi tiếp theo một thanh nữa. Đưa vô hai thanh. Như vậy thì sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đưa cái phần này. Đây nó có một cái lớp. Ban đầu khi nó về nó sẽ có một cái lớp cao su. Lớp cao su, ba cao su này. Nó bảo vệ lại. Nếu về các bạn có xài các bạn cũng bỏ ra. Nên này nó để nó dưỡng dầu, nó có một lớp dầu nó dưỡng dầu cho cái mấy cái đầu cắt này. Đó. Thì ở đây sẽ nhỏ này, rất là nhỏ đúng không? Rất là nhỏ. Lúc đó thì chúng ta sẽ đi vào cái phần này. À, phần này nó có một cái phần cao su bóc ra. Đó. Như vậy thì đây là mình đang bắt sai. Bởi vì cái phần lưỡi cắt nó ở trên này. Lưỡi cắt nó mà ở trên này. Đây toàn bộ lưỡi cắt đây. Như vậy thì chúng ta phải bắt ngược quay lại. Đó, bắt ngược quay lại.
Đó. Như vậy thì trong trường hợp này nó có, bạn thấy một cái rãnh ở trên này, đó là dùng để chúng ta siết cái phần, siết cái ti này vào, bắt thanh dẫn hướng này vào cái thanh dẫn hướng dưới. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ cắt làm sao? Như vậy thì ở đây chắc chắn là không cắt được rồi. Như vậy chúng ta đột lỗ mà, chúng ta phải đột lỗ tròn. Như vậy thì ban đầu cái miếng phôi của các bạn là phải khoan một cái lỗ trước. Đối với cái phôi của các bạn sẽ khoan một cái lỗ trước, ví dụ như là chúng ta khoan lỗ nhỏ thôi, cho cái phôi nhỏ thôi. Còn đối với các cái đầu cắt lớn thì chúng ta sử dụng chính cái này sau khi đã khoan một cái lỗ nhỏ ở trên này rồi. Ví dụ ở đây đi, đó, một lỗ nhỏ ở trên này rồi, chúng ta đút vào thế này. Như vậy thì trong trường hợp này là trong trường hợp mà cái bộ cắt này nó sẽ phù hợp trong cái trường hợp mà những cái tủ điện hoặc là một số các cái học mà chúng ta sẽ không đưa vào cái phần máy cắt, máy đột lớn được, như là tủ đã hàn lên rồi, thì chúng ta sử dụng bộ này rất là hữu ích. Như vậy thì sẽ khoan một lỗ trước, sau đó thì chúng ta mới đưa cái phần này vô. Đó, mình mô phỏng nha, đây là cái phần tủ này nó cố định, sau đó thì chúng ta sẽ đưa cái này vô này, đưa cái này vô. Đó, và bắt này vô, bắt sát lại rồi. Như vậy đây các bạn chú ý này, nó cũng khuyến cáo, nghĩa là cái phần tiếp xúc này sẽ là tiếp xúc toàn bộ. Ví dụ như ở đây thì mình nó chưa tiếp xúc toàn bộ, như vậy thì mình cắt nó sẽ bị không phân bố cái lưới cắt này đều, như vậy nó sẽ là gây rất là nguy hiểm đó. Này, như vậy thì trong trường hợp này là mình đang là mô phỏng thôi ha, chứ không phải là thực tế rồi. Vậy thì các bạn cũng không nên là cắt một nửa, cũng không nên cắt một nửa thế này, cũng không cắt một nửa cái hộp như này đó, cũng không cắt một nửa, mà cũng không nên cắt hai lỗ là sát nhau. Như thằng này đã cắt rồi, thằng này phải cách ra một chút xíu, chứ không cắt được giống như hình số 8 ấy, thì nó là sát nhau, như vậy cũng không tốt. Như vậy thì khoảng cách vẫn phải có độ hở ra giữa hai khoảng cách ra để nó cắt giữa hai cái lỗ, nếu trường hợp hai lỗ gần nhau đó. Nó như vậy. Như vậy thì đối với cái lưới cắt này, đợi chút xíu nha, đối với cái lưới cắt này thì nó sẽ cắt được cái độ dày, đó là tới là 3,2 mm, nghĩa là cái bề dày của cái tấm kim loại của chúng ta mà các bạn sẽ cắt được, đó là dày, đó là 3,2 mm đó, cho trường hợp đó là sắt đó, và 2 mm cho inox đó. Stainless steel đó là thép không rỉ, inox đó là 2 mm, dày nhất là 2 mm, và đối với sắt và tôn thì nó cắt được là 3,2 mm độ dày ấy, độ dày của cái phần kim loại này là 3,2 đối với sắt và 2 mm đối với lại inox. Phần lưới cắt thì nó là hợp kim, là bóng. Đó, là bóng. Rồi, đấy là một cái đầu nhỏ. Trường hợp đầu lớn thì chúng ta sẽ không cần cái phần này, chúng ta tháo phần này ra. Đó. Như vậy thì trong trường hợp hồi nãy mình có nói là trong trường hợp cái phần đầu lớn này thì ban đầu cái phôi của bạn cũng có thể có một cái lỗ. Như vậy thì các bạn chỉ cần khoan một lỗ nhỏ thôi, lỗ nhỏ trước, sau đó chúng ta sẽ dùng cái đầu này, chúng ta sẽ cắt một lỗ, sau đó phù hợp cái này đó, cắt một lỗ phù hợp với cái này luôn, và các bạn sẽ đưa cái phần này vào cái lỗ đó. Bắt đầu chúng ta cũng nên dùng một cái tấm chấn lại này để làm gì, để nó rút ngắn khoảng cách, nó rút về này, nó cắt sẽ nhanh hơn. Nó sẽ tùy vào không gian thao tác của các bạn nữa. Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái phần cắt này đây. Các bạn sẽ đặt vào cái phần này vào trước, rồi sau đó sẽ đưa cái này vào trong cái lỗ sau khi các bạn đã khoan xong hoặc là đục xong rồi, và chúng ta sẽ úp cái phần này lên đó, úp cái phần lưỡi này luôn quay vào hướng vào trong nhé. Các bạn cũng không nên làm, nghĩa là khi bạn vào á cũng không nên để một khoảng cách là nó hở như thế này, nó chưa hết cái ren. Trường hợp chưa hết ren vậy thì nó rất là yếu cho cái phần lưỡi cắt này, cho nên nó sẽ rất là yếu. Cho nên là các bạn ít nhất phải vặn bằng phẳng như này đó, nhất vào khoảng như này thì cái phần này nó sẽ giữ được rất là chắc đó. Trường hợp các bạn nếu mà như còn sâu quá thì chúng ta không nên chêm cái này quá nhiều, không có nhiều thì chúng ta mất cái hành trình của cái này, phần ren ăn ít đi và rất là yếu, nên chúng ta cứ sao vặn cho nó sát. Khi các bạn đưa vào vặn sát với lại cái phần hai phần tiếp xúc với nhau rồi, chúng ta sẽ dừng lại, và lúc đó thì chúng ta sẽ tiến hành bơm thôi. Trong trường hợp này các bạn có thể là cắt ngang được, cắt cũng đứng cũng được đó, sau khi cố định cắt đứng cũng được, cắt thẳng đứng này cũng được, chúng ta
chúng ta thợ sắt lại, chúng ta bơm. Ở đây bơm này sẽ là bơm cho cái xi lanh, nó sẽ tụt xuống, cái này sẽ rút cái phần ti này này, rút cái phần ti đi xuống, thì cái này sẽ đi kéo theo đi xuống, nó sẽ cắt được cái kim loại của chúng ta. Thì ở đây nó có hai vị trí, đây, làm sao mình quay cho nó dễ ha. Đó, các bạn để ý này, khi bơm chúng ta vặn nó qua vị trí on này, vị trí on này, on là mở này, là theo chu kỳ đồng hồ này. Các bạn nhìn để ý nhé, ban đầu nó phần hở này, chúng ta sẽ bơm này. Đó, như là cái phần ti nó đang đi xuống, nó kéo bởi cái xi lanh nó đang đi xuống này. Đó, rồi bây giờ mình sẽ rút ngắn nó lại, để cho nó khoảng cách nó ngắn lại ha, bởi vì nó hành trình nó không có nhiều mà. Đó, sẽ đi xuống. Mình đang bơm nhẹ bởi vì mình không có đang cắt trên cái phôi. Đó, không cắt trên cái phôi. Rồi, như vậy đã đi hết hành trình của cái phần này, phần tiếp xúc này đã chết tràn rồi. Như vậy thì trong trường hợp mình sẽ không bơm tiếp bởi vì nó không có phôi, nếu trường hợp có phôi thì nó sẽ cắt đứt rồi. Còn nếu mình bơm tiếp nó sẽ có thể làm hư tiếp xúc giữa hai cái phần này, sẽ hư cái lưỡi cắt của chúng ta mất. À, như vậy thì sau khi đã cắt xong thì chúng ta muốn lấy thằng này ra, chúng ta sẽ vặn ngược cái van này, on này, off này, vặn ngược quay trở lại cái đồng hồ thì cái xi lanh sẽ hồi lên bằng lò xo, sau đó thì mình sẽ nở ra. Đó, sau đó chúng ta tháo cái phần này ra. Tháo ra và rút ra khỏi phôi. Ở đây hiện tại mình không có cái phôi thì mình có thể mô phỏng cho các bạn, nhưng mà thông qua cái cách mình nói vừa rồi thì chắc chắn là các bạn trong nghề thì các bạn cũng sẽ hiểu được toàn bộ cái nguyên lý hoạt động của cái đầu cắt thủy lực, đầu cắt lỗ, đột lỗ bằng thủy lực này. Đây, cái đường kính lớn nhất hiện tại theo cái set này đó là 60, đường kính lỗ sẽ cắt được 60, dạng nó 3 phía. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình ngày hôm nay. Thì đối với cái model này thì nó sẽ còn có option như vậy. Thì như vậy thì khi các bạn có cái nhu cầu đường kính cắt lỗ to hơn thì các bạn cứ gọi điện, thì lúc đó thì mình sẽ tư vấn rất chi tiết cho các bạn, để các bạn sẽ có một cái công cụ đồ nghề để các bạn làm việc một cách là thuận tiện nhất.